chào cả nhà thân thương nha. Thì hôm nay thì Hoàng Đức đến với kênh Việt Nam chúng tôi. Thì hôm nay thì Hoàng Đức có đi tuần trước thì Hoàng Đức có nói là sẽ đi phát gạo và quà từ thiện. Thì hôm nay thì Hoàng Đức đang mua gạo để phát gạo cho những người nghèo khó khăn. Thì anh chị em mà nhớ theo dõi và ủng hộ cho kênh của Hoàng Đức nha. À, cái này mình là gạo, này gạo có ngon không? Đây gạo dẻo nè. Dạ gạo dẻo ra ha. Dạ. Rồi. Rồi dạ, thì lấy cho con 5 bịch. Mỗi một bịch là 5 kg. Dạ. Rồi cọc cho con. Rồi anh chị em nào nhớ theo dõi và ủng hộ cho bên chúng em nha. Ở đây thì chúng em thật sự là không có kêu gọi tự làm từ thiện. Còn anh chị em nào thích cảm thấy gì cho thì bên Hoàng Đức nhận rồi Hoàng Đức sẽ đi giao trực tiếp lại cho những mà anh chị em bà con nghèo vùng xa vùng sâu. Nên Hoàng Đức không có kêu gọi từ thiện. Chỉ này là ai thích thì cho thì Hoàng Đức nhận rồi Hoàng Đức đi phát lại. Chứ Hoàng Đức không có kêu gọi làm từ thiện nha cả nhà. Lấy 5 cái phong bì luôn. Dạ, rồi lấy cho con thêm cái 5 cái phong bì luôn nghe con. Phỏng vấn bà xíu không? Tại vì con vô tình con đi ngang đây á, là con gặp bà bán vé số với già cả rồi. Thì con hỏi bà như là con vô tình đi ngang đây, là con bên nghệ sĩ xiếc Hoàng Đức ở trong kênh Việt Nam chúng tôi. Nhưng con đi ngang đây á thì con thấy bà như vậy rồi. Bà quê bà ở đâu với bà? Quê bà ở An Giang rồi. An Giang ha. Ừ. Mà quê Hoàng Đức cũng quê con cũng ở An Giang. Vậy hả? Dạ. Thì hôm nay thì con có đi để thấy như cảnh nào mà nghèo khổ. Rồi con có tặng con một phần gà nè, 5 kg gạo với một cái phong bì. Nên bà nhận cho con. Bà cảm ơn con, cũng là lãnh khổ quá mà nhà nước cho có chịu gửi mà lãnh không được cũng trơn á. Dạ. Rồi tới đó nó lạc nộ mình, nó không lại không cho mình mà nó đưa phát cho mấy người trẻ thôi mà mấy người già lãnh không được vậy đó. Dạ. Thì mong anh chị em và các bạn Hồng Vân thì đi phát quà và những con thì ở đây con không có làm từ thiện, không có kêu làm cái chương trình từ thiện mà con chỉ là con xuất từ nhà ra để con mua quà đi tặng cho mấy bà và anh chị em nào yêu thích thì gửi tặng cho con thì con nhận là con đi phát quà tiếp chứ con không có kêu gọi là làm từ thiện. Rồi ở đây thì con có 5 kg gạo và có một cái bông mì để con gửi tặng cho bà. Rồi đây là 5 kg gạo mà con gửi cho bà. Dạ. Còn đây là một cái phong bì để con gửi cho bà. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Rồi. Chúc con gặp nhiều may mắn đó, con còn cả mà con biết mà biết. Rồi bà nói gì đâu kính ơi. Rồi con cảm ơn bà ha, con đi nghe bà. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Tới cái nghe một ở đây là có một bà và có đứa con nên bị bệnh ung thư phổi hỏi về đang chuyển cái anh đó về quê An Giang rồi giờ mình sẽ trực tiếp vô gặp mẹ của một người anh đó nha. Chú nhà ư có bà hai ở nhà không vậy? Bà về quê hả? À, tại vì bên em á làm bên Việt Nam chúng tôi á nên có nghe một cái thông tin là anh Sơn là con của bà bị bệnh đó rồi bên chúng em tới đây để phát một cái 5 kg gạo và một bao phong bì. Nhà của anh Sơn lúc trước ở đây lên ở thuê đất ở đây nha cả nhà. Nên anh ta bệnh không may á, căn bệnh mà phổi. À, rồi lên giờ đang bác sĩ đang chạy rồi đang trả giờ để giờ đang chuyển anh Sơn về vùng An Giang dưới rồi. Còn đây là nhà của ảnh, giờ người anh của ảnh đang ở trong nhà này thì Hoàng Đức sẽ trao 5 kg gạo với một bao phong bì. À. Thì nghe thông tin đó là anh Sơn bị bệnh thì giờ bác sĩ đang trả anh Sơn về đúng không? Bây giờ anh Sơn đang chuyển về quê dưới rồi phải không anh?
Chuyện rồi. Dạ. Thì đây là người anh của anh Sơn nha, cả nhà thân thiêu. Đây thì em có một cái món quà bên từ bên Việt Nam trong tôi để gửi tặng tới gia đình của anh Sơn. 5 ký gạo. Cảm ơn. Dạ, và với một cái bao phong bì. Cho em gửi một bao phong bì. Cảm ơn anh. Rồi, rồi cảm ơn anh Duyên rất nhiều nha. Dạ con xin chào bà. Bà cho con phỏng vấn ít đôi lời được không bà? Bà cho con phỏng vấn ít đôi lời được không? Chứ thưa bà. Tại vì tụi con là bên kinh Việt Nam chúng tôi á, là con là nghệ sĩ xiếc Quần Đất. Hôm nay con vô tình con đi ngang gặp bà đây ngồi bán vé số với vợ cả, nên con có một phần quà với một bao thư để gửi đến tặng cho bà. Cái gì vậy cậu? Dạ con á thì nằm bên kinh Việt Nam chúng tôi để đi phát quà từ thiện với một bao bì để con gửi cho bà. Nhưng mà rồi con thấy bà ngồi bán vé số vậy đó, rồi bà cho con hỏi một ngày vậy bà bán được bao nhiêu tờ? Bán không biết đâu, bà bán không hết thì bà trả, bà không biết. Dạ trả không biết ha. Rồi thôi bà vô bờ đi, bà vô bờ đi, vô bờ ngồi đây. Lên đường lên lề đi, lên lề nha. Rồi ở đây á là con có phần quà 5 ký gạo với một bao bông bì để con gửi tặng cho bà. Rồi đây là 5 ký gạo con gửi tặng cho bà. Rồi một ngày á là bà bán được bao nhiêu tờ này? Một ngày như bán hết là được bao nhiêu tờ với số? Có 100 tờ gì đâu phải không? À có 100 tờ thôi. À. Rồi quê bà ở đâu bà? Tận tỉnh Nam Định. May là bị tai biến não rồi nên liệm lực. À thì bà bị bệnh tai biến não nên bị ảnh hưởng tới cái giò liệt bên. Đây là bà cụ bị bệnh tai biến nha cả nhà. Thì bà hôm nay thì bà có một bệnh tai biến nên bị tai giò một bên. Và hiện giờ bà đi bán vé số. Một ngày thì bà bán được 100 tờ. Đúng không bà? Đúng. Rồi thì 100 tờ thì con ở đây á thì con có một phần quà, một phần gạo 5 ký với có một bao thư. Con xin gửi tặng cho bà. Đây một bao thư con xin gửi tặng. Cảm ơn nha. Dạ. Thì mong cả nhà, đây là một bà cụ nha cả nhà. Thì vô tình con đi quay qua đây thôi, con gặp bà nên con có bên Việt Nam chúng tôi. Con là nghệ sĩ xiếc Công Phu Hoàng Đức. Để gửi tặng tới cho bà 5 ký gạo và một cái bông thư. Rồi con chúc cho bà mau được có phép màu để trị một căn bệnh tai biến của bà. Không khỏi nhau. Bệnh của bà không bao giờ khỏi. Bị tật nguôi danh hay không? Bị tật quyền luôn ha. Rồi thì con mong sẽ có một phép màu, phép trời để trị căn bệnh cho bà, để bà sống đời với bên con cháu. Rồi đây bà hai này luôn. Các bạn, đây thì con vô tình con đi ngang con gặp bà này, bà bán bà cụ đây bán số nên con gửi một cái phần quà 5 ký gạo với một phong bì. Sẵn đây con gặp của bà đi, đây là bà đang bà đi nhặt nghe chai. Nhặt nghe chai là ở quê miền Tây tôi gọi là nghe chai, còn ở ngoài Bắc thì tôi gọi đồng nát. Bà dựng chân xuống đi bà, giờ con sẵn rồi. Nhưng mà bà cho con hỏi quê bà ở đâu bà? Hồi đó bà đi Kiên Giang Gạch Giá. Xe 68 á. Dạ. Dạ quê của bà là ở Gạch Giá Kiên Giang. Đúng rồi. 68. Thì con đây là ở An Giang 67. 67. Dạ. Thì con vô tình đi ngang đây để con trao quà cho bà cụ bán vé số. Rồi sẵn là gặp bà ở đây luôn. Thì bên Việt Nam chúng tôi thì có một cái phần quà 5 ký gạo với một bao phong bì để gửi tặng cho bà. Vậy dạ. Thì bà cũng cảm ơn con. Dạ. Sớm giờ bà nhận đi nhặt dây chai là được bao nhiêu tiền? Cỡ người ta thương người ta cho thì khoảng cũng 50-70% trở lại. Thì một ngày là bà đi giật dây chai
thì khoảng được 50 hoặc 70 trở lại, chứ không có hơn nữa. Rồi, rồi bà đợi con, con đi lấy gạo con tặng cho bà. Rồi đây một phần gạo 5 kg. Còn đây là cái bao thư để con gửi tặng cho bà. Cảm ơn hai con. Rồi cả nhà nhớ đón xem và theo ủng hộ cho kênh Việt Nam chúng tôi nha. Đây là bà cụ ở quê Gạch Giá Kiên Giang. Rồi đi dụm ve chai. Rồi con cảm ơn bà nhiều rất nhiều nha. Rồi nay con có vô tình đi ngang đây thấy bà đứng bán vé số rồi á. Rồi cho con hỏi quê bà ở đâu vậy bà? Ở Quảng Trị. Ở Quảng Trị ha. Rồi bà một ngày bà bán được bao nhiêu tờ vậy bà? 200 tờ. À 200 tờ nha. Rồi mình vô đây là có con cháu gì không bà? Không, có hai vợ chồng. À có hai vợ chồng đi vô ha. Dạ. Thì con á là siết con Hoàng Đức nay trong kênh Việt Nam chúng tôi. Con có gửi cho bà một phần quà 5 kg gạo và một bao bột mì cho bà nhận cho. Đây, đây thì con sẽ ủng hộ cho bà vài tấm vé số để cho bà mua bao bán đất. Đây rồi con xin lấy cho bà 5 tấm đi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi là một ngày bà bán được 200 tờ hả bà? 200 có khi hết khi không ao lưng đó. Thì bà đây bà có nói là một ngày bà bán là 200 tờ nhưng có khi hết thì không. Thì mong anh chị em coi kênh Việt Nam chúng tôi rồi nhớ ủng hộ cho bà nha. Thường thường là bà bán ở đây hả bà? Dạ. Rồi thường thường thì anh chị em nào mà có muốn ủng hộ với số của bà thì lại đi gặp bà này nhà bà cụ để ủng hộ cho nghe cả nhà. Đây đây là con xin lấy 5 tấm. Rồi đây một cái vô đây này cũng là kết thúc của hôm nay. Hoàng Đức đi bắt quà từ thiện để cho đến mấy cụ vùng xa vùng sâu nghèo khổ đây. Thì con xin chúc cho bà là mua bao bán đất. Rồi rồi xin tạm biệt cả nhà nha. Rồi rồi tính về luôn. Rồi tuần sau đi, tuần sau lên, tuần sau lên. Rồi.